Sao lại so sánh việc Nga tấn công Ukraine với việc Trung Quốc tấn công Việt Nam năm 1979? Khi Nga tấn công Ukraine thì sẽ có những người không phản đối và cũng có rất nhiều người ghét Nga, phản đối Nga. Một số bạn đem so sánh cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979 của Việt Nam với cuộc chiến tranh hiện nay ở Ukraine. Ý các bạn đó là một nước lớn, mạnh hơn đem quân xâm lược một nước láng giềng nhỏ hơn. Điều Nga làm với Ukraine cũng giống như năm 1979 Trung Quốc làm với Việt Nam. Đùa chứ, học hành thế này thì chết. Về việc chiến tranh đổ máu thì đúng, nhưng vào năm 1979, khi quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam, người Việt Nam đã đổ máu để chiến đấu trên từng mét biên giới, chứ không phải để quân địch sau 2 ngày đã tiến tới và bao vây thủ đô. Việt Nam không như Ukraine, không chiến đấu cho lợi ích của ngoại bang, không chiến đấu vì những lời hứa mật ngọt đầu môi của các nước khác, để rồi để đất nước vì những lời hứa suông đó mà rơi vào chiến tranh. Việt Nam không phải rơi vào tình thế như Ukraine bây giờ, lên đài báo than thở rằng bao nhiêu nước đã hứa bảo vệ mà giờ họ bỏ rơi chúng ta. Mà Việt